tí nữa đứa nào vô thằng nhẹ. Quy ngồi ăn luôn đi. Ôi, được rồi. Ngồi ăn đi mà tự nhiên à. Ăn làm ba con đi. Ba con nữa. Hả? À, thêm hai con đi. Ăn hải sản mà cũng chờ năn nỉ nữa. Anh nhìn em giống mấy cái con mà Hàn Quốc mà trên YouTube á. Thì mấy nhà đó nó kiếm tiền mà giờ không có kiếm tiền. Em khác một chỗ là tụi nó nói tiếng Hàn, em nói tiếng Việt thôi. Con thứ hai săn chắc chưa, bự chưa? Dạ thì em đóng này từ đây tới táo em xử hết rồi. Nè, ăn không hết trừ lương. Thêm con nữa đi, ăn mà năn nỉ. Nhiều quá mới quất rồi đó. Mấy con Hàn Quốc nó quất lần cái mấy mấy dĩ mà. Gạch nè. Con này có gạch à. Con nào cũng có đó. Con nào cũng thật săn chắc hết á. Dai, ngọt. Gạch nhiều. Giờ bỏ. Ba thì ăn tiếp đi. Ba con gọi ăn nhiều quá. Đau răng. Trời, quyên đóng tôm này. Kêu kêu mọi người xuống. Ăn hết gì mà. Ê. Mọi người đang coi livestream này. Coi mọi người đang coi review ăn tôm càng xanh. Ăn em. Từ cái đầu gì cũng. Từ từ cái đầu gì. Gì đó mà. Chờ gì để không vậy hả? Đang quay chờ người ăn mà. Khổ vậy á. Ăn muốn chờ. Ăn chờ. Đúng rồi. Đúng xem cả đường nha. Ăn đi. Nguyên vô ăn Nguyên. Nguyên đóng tôm đó nãy giờ bắt con nào. Tương đó. Nhiệm vụ là xử hết cái đống đó đó. Nữa ấy. Ăn cái nào ớn đứng dậy. Trời. Rồi em kêu bé Vi xuống. Cái đầu nó gọi là tí luôn. Thấy thích ăn đầu tôm này xanh nhất á, mấy đứa đi bỏ không. Rồi, nãy em tưởng để cái đèn.
cái càng tôm lớn nó cũng còn thịt á. Vậy phim ăn uống là việc ức chế. Trong càng cũng có thịt. Không, em bẻ đôi ra xong em rút cái thịt nó ra rồi em bẻ đôi nữa, bẻ đôi tiếp tục, bẻ đôi. Tôm xanh, tôm hùm phải ăn tôm nào? À. Vừa vừa thôi, mặn. Ôi màu xanh nhiều quá trời rồi, biết kêu thêm mọi người xuống ăn, ăn thêm em, ăn thêm rồi. Rồi chào cả nhà nha, quay mỏi tay quá. Ăn ghẹ đi, biển ghẹ nãy ăn đi. Ghẹ hả?
Này. Gạch. Gạch vậy ngon. Để cái yếm nó bỏ đi. Ngon quý vị. Ăn vì sao ngồi đó. Ăn tôi quay ở đây chứ. Nhân vật chính kìa. Danh sư chính kìa. Thịt nè. Một càng thôi đó. Chắc ngon. Thì ngon đúng không? Để cho anh Trân là chị Dung. Đang con. Con đi ba ăn thôi. Tí nữa cho bò ăn cũng ngon. Đập. Hai viên đủ rồi. Ông để dành clip này đã cho sinh nhật đứa nào các ông đưa tầm mốt chắc phải học cách chắc mốt phải học cách của người dưới Cà Mau á, người ta ăn gạch á, người ta ăn ghẹ ăn cua á, không sót miếng nào hết. Còn quay nữa, giờ hai đứa ăn thiệt. Thèm, quay. Quay nữa, ăn rồi.